Hello, xin chào các bạn đến với kênh Cụ Quạt Gaming ha. Thì hôm nay là mình có một bạn á, gọi là bạn Fit Mod mà rất quan trọng. Đó, thì các bạn cũng đã thấy rồi ha, hình đây. Đó, khi mà các bạn mà giống như hiện tại là mình đang dùng V 1.2. Đó, V 1.2. Thì nó sẽ bị khi mà các bạn gọi là xe ra nhiều á. Nó giả sử đây. Đó. Thì nó sẽ bị lỗi load map RAM nó chịu không nổi. Đó, thì mình hồi đó giờ mình kiếm cái bản này fit này rất là nhiều rồi, có nhiều bản nó văng luôn ha. RAM nó chịu không nổi nó sẽ văng luôn. Đó, thì mình cũng đã kiếm cái bản fit mod này nhiều rồi lắm rồi. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn bản này, cái fit này rất quan trọng nha. Ở trên hiện tại là các bạn đang chơi vơ 1.2 100k trên kênh của mình á, thì vẫn cũng nên nên fit lại là sẽ hết bị ha. Đó, đang chơi 1.2 này, là những cái bản, tất cả các bản vơ 1.1 luôn, hiện tại mình chưa có update fit lại, nhưng mà các bạn nên cài cái này vào. Và các bạn mà mod xe nhiều á, hoặc là mod Superman, hoặc là nhiều mà kêu ra á, nó sẽ bị lỗi lỗi map mod nhiều RAM nó chịu nổi. Thì các bạn tải cái file mod này về ha. Đầu tiên là các bạn ấn link tải dưới, rồi các bạn tải về ha. Ấn link mình sẽ chuyển qua website, những cái link tải bây giờ mình sẽ chuyển qua website hết. Rồi các bạn tải về, xong rồi các bạn giải nén ra ha. Đó, giống như hồi nãy mình gọi xe ra nhiều rồi nó bị lỗi vậy, là cái văn game luôn đó. Rồi ok đó. Thì một là các bạn có thể chỉnh xong số này lên, các bạn có thể kiếm tìm hiểu cái vụ GPU này. Còn không thì các bạn cứ copy vô. Muốn bình thường thì cái copy này vô thôi. Đó, các bạn giải nén ra xong các bạn copy hai file này lên ha. Bỏ file readme ra. Đó, các bạn paste vô trong thư mục game với mình. Đó. Vô một cho hai này, rồi các bạn vô lại game ha. Để mình vô lại mình test cho các bạn coi. Đó. Thì mình sẽ làm một cái clip fit tổng luôn. Nhưng mà cái bạn clip này là clip fit map ha. Còn clip tổng mình sẽ làm tất cả các bạn fit. Thì các bạn cứ hễ mà mod một cái gì đó cứ áp dụng vô, fit. Đây là bản 1.2 V100K của mình ha. Rồi, mình sẽ tua nhanh cái khúc mà có nhạc bản quyền nha, tại vì sợ bị ăn gậy. Rồi ok, vô game rồi á. Thì bây giờ mình sẽ ra ngoài mình test cho các bạn nghe coi ha. Đây. Ôi chà. Thêm chút mưa cho nó lắc nè. Okay, bây giờ mình sẽ đó, game hơi lắc rồi, 123 FPS ghê quá. Để giảm cái này lại. Ok. Ok ha. Rồi bây giờ mình sẽ gọi xe ra, mình kêu xe ra nhiều ha. Để coi thử nó còn fix có lỗi văng game thì chắc chắn là nếu mà RAM các bạn yếu thì các bạn sẽ văng rồi. Nhưng mà map thì nó sẽ không còn lỗi nữa. Lót từ từ thôi thì nó sẽ không có bị văng game. Chắc là cái tình trạng văng game nó sẽ xảy ra khi mà các bạn mod nhiều quá. Gọi qua nhiều quá RAM chịu nổi. Xe mình gọi ra nhiều rồi nha, xong rồi bắt đầu mình sẽ chuyển thành những Superman này, Superman này dễ gây lót map. Ừ.
Rồi. Đó. Đợi chút đi. Nó nặng lắm. Nói chung là khi mà các bạn gọi ra xe nhau ra nhiều một đống vậy nè. Đó. Rồi mốt nó tùm lum ra là chắc chắn là sẽ lỗi mắt luôn. Cái màu này hình như là nó chắc kia chả. Ok. Rồi, ok. FPS tục ghê nhờ. Do chắc do mình mở nhiều á. Mày ở mấy là cả ngày đây rồi mà. Rồi, ok. Rồi một mớ xe ra và mod Superman rồi luôn. Đó, đều không bị ha. Đánh với lại Godzilla luôn này. Hồi nãy lúc mà ban đầu đầu clip đó, mình chỉ gọi có 5-6 chiếc ra thôi thì nó đã lỗi rồi. Mạnh như vậy. Với nhau một là nó lắc hơn, lắc vô FPS, còn để tắt cái reset lại coi, reset người nó nặng quá nó lắc, còn hầu như là cũng không có gây đổi map gì hết á. Lộn với nhau. Trong lúc mà khu đánh này là chắc chắn là slot ép được dù là đó giảm rồi. Ok ha, thì các bạn cứ làm theo cách đây. Hiện tại là các bạn đang chơi bản mod 100k của mình á, đều cũng nên gắn gắn cái này vô, và các bạn nào mà mod nhiều hay là gì đó cũng nên gắn vô thì nó đỡ bị là lỗi map. Nè, nếu mà các bạn hiểu về thông số CPU GPU á thì các bạn có thể tăng thông số lên thêm cho nó ảo một chút. Quên 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 tự nhiên gọi ra thôi thì không còn ấy nữa vậy. Này rồi mình hồi đó giờ mình không biết, ai ngờ nó chỉ đơn giản cái file đơn giản thôi, nó giống như cái file mà memory với lại hai cái file ban game load map memory đồ á, thì nó sẽ nằm trong bộ ba luôn, bộ ba của hai file đó luôn. Để bây giờ mình dẫm cho chết xong rồi mình tạm biệt các bạn ha.
máy 60 mấy FPS nếu mà các bạn không mod đấy nha, không không mod đồ họ thì nó còn nó cũng không có ảnh hưởng nhiều. Nó FPS nó tăng cao là nó giảm là do mấy con này nó chơi hiệu ứng này không. Con này nó bắt lộn với nhau. Chắc chưa? Nó chỗ nào vận động. Chết con này nữa. Rồi hình như chết rồi á. Hết lắc rồi. Đỡ lắc rồi. Ok các bạn có thể tăng thông số luôn nha. Các bạn nếu mà tìm hiểu được cái file này nè. Đâu rồi. Nếu mà các bạn hiểu được cái file này thì các bạn có thể tăng thông số lên. Có thể đọc nội dung tiếng Anh này nè. Đẹp. Đây giả sử đây. Mình sẽ dịch cái file này. Một số thực quá một số sử dụng này file em đều có thể sử dụng ha, cấp cho nó 8GB bộ nhớ CPU hơn bộ nhớ hệ thống chỉ sẵn chỉ được cho chơi sử dụng, mặc dù điều này để cấu hình thông qua đẹp đi kèm yêu cầu ở yêu cầu cái này là không chắc chắn rồi. Cài đặt mặc định đủ tốt cho hệ thống VRAM nhưng có thể được sửa đổi thêm thì thuộc vào cái bản mod đã cài đặt. Rồi các bạn có thể tăng thông số lên ha. Đã thử nghiệm trên bảng 2802 với 2802 là 1.64 của mình á. RAM và RAM 32 cài NVMe tối đa 300 phương tiện. Đó. Thì đó, nói chung là nó cái thông số này các bạn có thể chỉnh lên. Các bạn có thể chỉnh 19.000 này, đó. Lên 19 hoặc là bao nhiêu đó cũng được. Để mình dịch cái thông số này như thế nào nè. Nó lắc đến nỗi mà cái máy của mình nó lắc luôn. Ý là máy của mình mở lâu lắm rồi. Mở từ sáng tới chiều rồi. Đó. Vừa cái mở ấy nữa mà. Bộ nhớ bổ sung cho rằng đảm bảo bộ nhớ này phù hợp với thông số kỹ thuật mức sử dụng hệ thống của bạn. Bổ sung bộ nhớ. Các bạn có thể tăng lên tầm nếu mà bộ hệ thống của mình là 16 gram đi, gram thì mình có thể tăng lên. Cái này là các bạn đang có thể đây là 1-2 gram đi, giả sử đi các bạn có tăng lên 7.000 hay là 6.000 đó, có thể tăng thông số lên xong rồi các bạn copy vô ha. Ok rồi, ok ha. Nói chung là khi mà vô các bạn mod thì chắc không chắn sẽ không bao giờ lỗi mát nữa. Ok rồi, cảm ơn các bạn đã coi clip nha. Nó lắc là tại vì máy của mình mở cả một ngày nữa rồi, vừa copy vừa mod vừa game lúc cái này mình cũng chưa có tắt nữa hay gì, nó còn FPS nó còn tục. Đây, giả sử đi. Tắt cái này đi là FPS tăng lên nữa. Rồi, ok. Ok ha. Lúc mà chỉnh mấy cái này thì chắc chắn nó sẽ lắc lên dẹt. Nó đang thay đổi lại mà. Okay, phết. Rồi. Rồi ha. Rồi cảm ơn các bạn đã coi clip của mình ha. Nếu mà thấy hay thì like, share, subscribe, đăng ký kênh của Vật Gaming. Để coi những clip mình mod hướng dẫn fix lỗi sau ha. Thì clip sau thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn
đã chơi game 1.67, sử dụng được cái NB Resize và cái Reset. Tại vì hiện tại là mình có hai trên kênh mình có hai bản game 1.64 và 1.67, nhưng mà 1.64 nó hỗ trợ được cái này, nhưng mà 1.67 là nó lại không hỗ trợ, lúc được lúc không, cho nên mình sẽ hướng dẫn các bạn fix luôn. Và hiện tại là mình thông báo là game stream nó không có mod biết gì được nữa nha. Thì như là bản fix này vừa rồi là nó vá lỗi, nó loại bỏ luôn cái vụ mà mod luôn, sao á, mình mod vô lúc nào cũng lỗi hết á. Và giống như là game cần fix nó cũng không có ra cái bản stream mới nhất luôn đó, cho nên các bạn không nếu mà các bạn chơi stream mà muốn mod là các bạn chuyển về game rắc ha, xóa game stream đi, tại vì game rắc rồi. Ok, bye các bạn ha.